gần gũi rất là nhiều, nhiều mạch máu xanh mà nó nhăn nheo rất nhiều. Ca này cái đồng xanh né được tĩnh mạch đó. Dạ vâng, bây giờ mình sẽ bắt đầu với những hình ảnh của cái quá trình cấy mở tế bào gốc bàn tay cho chị khách ngày hôm nay ạ. Em mời bác sĩ Tú Dung. Chào tất cả mọi người. Chúng ta nhìn bàn tay của này á, là chúng ta thấy rằng á, đó gần guốc rất là nhiều, đó nhiều cái mạch máu xanh mà nó nhăn nheo rất nhiều. Như vậy á, làm sao hết nhăn nheo được? Không có cách nào không bằng ngoài cái mở hết. Đó. Và chúng ta thấy có nhiều cái mạch máu xanh to vậy, cho nên cái ca này cấy làm sao né được tĩnh mạch đó. Chúng ta mà đây đâm mạnh cái kim vô đây nó vỡ cái tĩnh mạch là không tốt. Chúng ta thấy mạch máu rất là to này đúng không? Đây nè. Và cái ngón này cũng cấy luôn, cấy trên ngón tay luôn. Đó. À, cái cổ tay thấy không? Nó nhăn nhiều lắm. Nên mà cái cơ địa mỗi người sinh ra thêm cộng thêm tuổi tác nữa, bàn tay nó sẽ bị nhăn. Đó. Trên chỉ định mà cấy mở bàn tay trường hợp này là trường hợp rất là phù hợp. Đó. Ta lần mở đi, ha, mở ta sau khi lấy ra ly tâm xong lấy ra thì đã ở cái ống mình sẽ cấy. Chúng ta cấy từ mu bàn tay, cấy hết cái lưng, hết phần lưng xong xuống tới ngón tay luôn. Đó. Thì sẵn đây á, em cũng mong bác sĩ là cho bản thân em cũng như là những quý vị đang theo dõi biết được cái ưu điểm của cái việc cấy mở bàn tay như thế nào vậy bác sĩ? Rồi. Thì cái ưu điểm đầu tiên á, chúng ta thấy rằng là cái bàn tay mình á, khi mà nó mềm mại thì nó đầy đặn thì chúng ta thấy nó xinh đẹp trớn đúng không? Nhưng mà cái chất mà để làm đầy vô bàn tay mình á, thì không có gì an toàn bằng mở từ thân của mình. Mở về thân mình thì mở nguyên tắc là của mình thì nó sống được, nó sống và nó không bao giờ nó bị chết hết, nó đào nó có tiêu thì tiêu cũng một phần đó thôi, nó vẫn còn sống, nhất là mở của mình an toàn. Thứ hai là mình cấy một số lượng rất là lớn cũng không sao hết. Thứ ba nữa là nó không bao giờ tiêu hết. À, còn yếu tố thẩm mỹ, yếu tố này đó thì chắc chắn là nó sẽ rất là đẹp rồi, nó mịn màng vì trong cái tế bào mà mở mình đó nó có một phần tế bào gốc đúng không? À, không còn tế bào gốc. Thì khi cấy xong thấy da tay một thời gian có mịn màng mà có hồng hào không? Rồi chúng ta xem kết quả. Không, rất là khác biệt. Đó, em nghe nói. Như vậy chúng ta thấy từ một cái bàn tay gân guốc như thế này, nhăn nheo đấy, nhăn ha, vô đâu, nhăn nheo thế này qua đây. Một sự khác biệt rất rõ. Dĩ nhiên ngón này mới cái một phần, chúng tôi sẽ tiếp tục dặm nữa, dặm từ từ. Một sự khác biệt rất là rõ. Sau đó mình dặm thêm ngón này, những cái khoảng chỗ này dặm thêm nè, chỗ kẽ này dặm, chỗ này dặm hết. Đó. Hồi nãy giờ mình cấy cũng được mười mấy cc rồi đó, tổng mình cấy khoảng 20 cc là rất là đẹp. Như vậy là chúng ta thấy được là kết quả cấy mở bàn tay là hiệu quả tức thì trên bàn mổ luôn. Vài ngày sau nó xẹp xuống mình, chúng ta lấy cực kỳ hiệu quả như thế nào.